đến giữa thế kỷ 19, lãnh thổ nước Mỹ gồm có 36 bang, chia làm hai vùng rõ rệt. Miền Bắc phát triển công nghiệp tư bản chủ nghĩa, kinh tế chạy chủ nhỏ dựa trên chăn nuôi và sản xuất lúa mì. Miền Nam phát triển kinh tế đồn điền, chủ yếu là trồng bông dựa trên sự bóc lột lao động nô lệ người da đen. Các nhà tư bản miền Bắc phản đối chế độ nô lệ vì lao động nô lệ không được tự do tham gia sản xuất công nghiệp trong các nhà máy, đây là một chướng ngại cho sự phát triển kinh tế. Ngược lại, các chủ trang trại miền Nam kiên quyết đòi duy trì chế độ nô lệ, bởi nếu không có lao động nô lệ thì các trang trại của họ sẽ không có nhân công lao động. Vào những năm 1850, nước Mỹ bành trướng lãnh thổ sang miền Tây là vùng đất rộng mênh mông để phát triển nền kinh tế của mình. Cả hai miền Nam Bắc nước Mỹ đều mong muốn phát triển vùng đất này theo hướng của mình, công nghiệp tư bản chủ nghĩa hoặc chế độ nô lệ đồn điền. Ngoài ra, sự mâu thuẫn về mặt chính trị, miền Bắc đa số theo Đảng Cộng Hòa, với chế độ tập quyền quyền hành tập trung ở chính quyền liên bang, miền Nam đa số theo Đảng Dân Chủ, với chế độ phân quyền quyền hành được chia cho các tiểu bang, với hai hệ tư tưởng đối lập nhau, mâu thuẫn giữa hai miền càng đẩy lên cao, mầm mống cho một cuộc nội chiến bùng nổ. Năm 1860, Abraham Lincoln thuộc Đảng Cộng hòa, đắc cử tổng thống nước Mỹ. Ông lên án kịch liệt chế độ nô lệ đang hiện hữu tại các tiểu bang miền Nam và tuyên bố sẽ xóa bỏ chế độ này. Những phát ngôn của Abraham Lincoln đã khiến các tiểu bang miền Nam ra sức phản đối chính sách của ông. Ngay sau đó bởi tiểu bang tuyên bố ly khai và thành lập một chính phủ riêng do Jeff Vaisen Davis làm tổng thống, tạo nên liên minh miền Nam Hoa Kỳ. Chính quyền đương nhiệm của Hoa Kỳ tại thời điểm đó không công nhận tính hợp pháp của việc ly khai, họ coi đó là một hành động nổi loạn. Ngoài ra không một quốc gia nào trên thế giới công nhận khối liên minh này. Ngày 12 tháng 4 năm 1861, các lực lượng của miền Nam tấn công một căn cứ quân sự của liên bang tại đồn Sumter thuộc Nam Carolina, khơi mào cho cuộc chiến tranh đậm máu nhất trong lịch sử Hoa Kỳ sau sự kiện đồn sung tơ thất thủ hai bên ra sức chạy đua vũ trang tăng cường quân đội chuẩn bị cuộc chiến sắp tới tổng thống azaham lincoln đưa ra lời kêu gọi 75.000 quân tình nguyện để đàn áp cuộc nổi loạn hành động này của ông đã dẫn đến sự ly khai thêm bốn tiểu bang nô lệ nữa tiếp đó azaham lincoln ra lệnh phong tỏa các hải cảng phía nam nước đi này đã khiến liên minh miền nam bị thiếu thốn những nguyên liệu nhập khẩu từ nước ngoài đầu mùa hè năm 1861, tướng mc do quê tư lệnh quân đội miền bắc chỉ huy một đội quân tình nguyện gồm 35.000 người, đánh chiếm thủ đô Zikman của Liên minh miền Nam. Thomas Jackson, chỉ huy một lữ đoàn quân miền Nam, kiên cường chống đỡ các đợt tấn công của tướng MC Do Quê, sau đó là một cuộc phản công của quân miền Nam, đẩy lùi quân liên bang về lại miền Bắc. Trên đà thắng lợi, quân liên minh đánh chiếm phần Tây Nam của tiểu bang Mizuji. Ngay sau đó, MC Cơ Linh được triệu tập thay thế cho MC Do Quê, chỉ huy quân đội miền Bắc, chuẩn bị kế hoạch tiếp tục tấn công vào miền Nam ngày 7 tháng 3 năm 1862, quân miền Bắc giành lại được phía Nam Mi sau Di. MC Cơ chỉ huy quân liên bang tiến đánh Richmond. Đại tướng Robert Lee, người lãnh đạo quân đội miền Nam, trước đó đã nhanh chóng củng cố hệ thống phòng ngự tại đây, sẵn sàng cho một cuộc quyết chiến với quân liên bang. Hai bên đã giao chiến ác liệt tại vùng ngoại ô Richmond. Robert Lee đã bẻ gãy được kế hoạch của những chỉ huy miền Bắc. Sau thất bại của MC Cơ Linh, tướng Lee đã đề ra chiến dịch Bắc Virginia, ông đổi tên quân đội của mình thành binh đoàn Bắc Virginia, tấn công vào miền Bắc. Mục tiêu đầu tiên của binh đoàn Bắc Virginia là đánh chiếm kho vũ khí của quân miền Bắc tại Ferry Với hỏa lực mạnh mẽ, họ đã nhanh chóng chiếm được căn cứ này. Lincoln buộc phải cấp tốc hành động, ông tiếp tục tin tưởng MC Curling, người đã bị chỉ trích nặng nề cho thất bại lần trước, chỉ huy toàn bộ lực lượng quanh thủ đô Washington chống lại Lee. Ngày 17 tháng 9, quân đội hai bên đã giao chiến ác liệt tại Zekantitum. Đây là ngày đậm máu nhất trong lịch sử Hoa Kỳ khi 23.000 binh sĩ tử trận, bị thương, và mất tích trong trận chiến này. Kết thúc trận Antitum, Lee ra lệnh cho binh đoàn Bắc Virginia rút lui về miền Nam. Thắng lợi thuộc về quân đội liên bang. Sau chiến thắng này, Tổng thống Abraham Lincoln công bố bản tuyên ngôn giải phóng nô lệ. Việc này đã làm tiêu tan khả năng các nước châu Âu can thiệp vào cuộc nội chiến. Sau thất bại lần trước, tướng Lee cũng đã nhiều lần chặn đứng được các cuộc tấn công của quân liên bang đến ngày mùng 3 tháng 6 năm 1863, tướng Lee kéo 75.000 quân phát động chiến dịch Gettysburg, đi Bắc, tiến đánh miền Bắc lần thứ hai. Tướng George Meade được Lincoln cử làm chỉ huy quân đội liên bang trong cuộc chiến lần này. Kế hoạch của tướng Lee đã phá sản, đoàn quân của ông đã thất bại nặng nề trước quân đội miền Bắc, Lee buộc phải rút quân về Virginia. Tại mặt trận miền Tây, quân miền Bắc thu được nhiều thắng lợi liên tiếp, tướng Gờ Gian chiếm được thành phố Vicksburg, sau đó hoàn thành việc đánh chiếm những cứ điểm cuối cùng trên sông Mississippi tại miền Nam. Lực lượng miền Nam do đó bị chia làm hai, không thể liên lạc tiếp tế được cho nhau. Nhờ chiến công trên, tướng Gờ Gian được Tổng thống Liên Côn giao phó chức vụ Tổng chỉ huy mặt trận miền Tây. Tiếp tục cuộc chiến, tướng Gờ Gian kéo quân đến tiểu bang Tennessee nhằm giải vây cho những binh sĩ miền Bắc đang bế tắc tại đây. Cuộc hành quân của Gờ Gian đã khiến quân đội miền Nam phải rút chạy, trao quyền kiểm soát tiểu bang này cho miền Bắc. Tháng 3 năm 1864, Ulysses Grant được bổ nhiệm làm tổng chỉ huy quân đội miền Bắc. Tiếp đó, ông vạch ra kế hoạch tấn công miền Nam từ nhiều hướng, mục tiêu chính là tiểu bang Virginia, cơ quan đầu não của Liên minh miền Nam. Nhiều chiến dịch quân sự lớn được ông thực hiện nhằm chiếm Virginia, song kết quả không đúng như mong đợi do sự kháng cự quyết liệt của quân đội miền Nam. Tướng gian buộc phải thay đổi kế hoạch. Ông điều quân bao vây thành phố Petersburg, vì nếu Petersburg thất thủ, thủ đô Richmond sẽ bị cô lập khi mất đi tuyến đường xe lửa tiếp tế chính vào thủ đô dích sẽ không còn cách cứu vãn trước tình hình trên tướng lee cử Zuba Ely đem quân tiến lên thung lũng sinandwa uy hiếp thủ đô washington hy vọng buộc tướng g gian giảm bớt lực lượng bao vây tại Petersburg. đúng như dự tính của tướng lee gian buộc phải phái tướng philip sidi đình đi ngăn chặn dubai nhiều cuộc giao chiến đã xảy ra tại thung lũng sinandwa sidi đình đã đánh bại được iêly quân miền nam tháo chạy về thủ đô dích trong khi đó sơ mình người được gian giao phó chức vụ chỉ huy mặt trận miền tây đã thành công chiếm được thành phố Atlanta. Sau đó, Sơ Minh đã hoàn toàn kiểm soát tiểu bang Georgia, chuẩn bị tiến lên phía Bắc hội quân với tướng Gờ Gian. Ngày 2 tháng 4 năm 1865, tướng Lee quyết định bỏ lại Petersburg và Richmond, rút lui chạy về phía Nam. Cuộc rút lui đã bị quân liên bang truy kích và đánh bại. Cuối cùng Robert Lee phải đầu hàng Ulysses Gờ Gian vào ngày 9 tháng 4 năm 1865, kết thúc cuộc chiến tương tàn đậm máu nhất lịch sử Hoa Kỳ.